Chào anh em nhé, hôm nay mình lại có mặt ở chợ Đoàn Kết để quay cho anh em một số những cái sản phẩm hàng rừng của Lai Châu. Đây rất nhiều những cái sản phẩm mà liên quan đến thảo dược anh em nhé. Em có trà giảm cân như này thì một gói là 120.000 bao vận chuyển cho anh em. Trà giảm rào cổ lam 120.000 bao vận chuyển. Đây là maca tách lõi này. Đấy, rất là ngon luôn. Trà sơn mật là 90.000 một kg anh em nhé. Trong này rất nhiều. Đây có táo đỏ Tân Cương 90.000 một cân này. Hạt hạnh nhân này là 180.000. Có mứt bí sấy rất là nhiều. Đây, hạt bí mèo đen này 300.000 một cân anh em nhé. Đây. Ở trong này là rất là nhiều những cái loại thảo dược như là cây an xoa này. Cây an xoa này thì là 90.000 một cân. Đây có cây hỗ trợ bệnh tiểu đường. Cái này thì là cũng 90.000 một cân. Tất cả đây đồng giá 90.000 một cân hết. Xạ đen 90.000 một kg. Cỏ trĩ dân tộc Mường, cái này là 125.000 anh em nhé. Tiếp theo là em có nụ tam thất đẹp. Nụ tam thất đẹp thì cái này là 800.000 một cân. Đây, hàng rất là đẹp luôn. Đấy, hạt chuối cô đơn, rồi quả sim khô này 90.000 một cân nhé. Chuối rừng thì nó rẻ hơn một tí, chuối này là 60.000 một cân. Đấy, tầm gửi cây gạo là 125.000 một cân. Những cái sản phẩm ngâm rượu hay thảo dược, anh em mà có nhu cầu về cái gì thì em gửi cho cái đó. Đây là sâm cau bổ thận tráng dương. Thực ra những cái này nó là hàng thuốc nam cả nhà nhé, toàn là cây với cỏ thôi. Ở đây có cỏ dạ dày, trào ngược thực quản này, cái này là 130.000 một cân bao vận chuyển. Thuốc chữa gút, nói chung là hàng thảo dược thì nó hơi chậm tác dụng, nhưng mà khi nó đã có tác dụng thì nó rất là bền. Anh em nào có nhu cầu về các sản phẩm đó thì liên hệ với em nhé. Ở đây có miến rong cũng như là măng nứa rất là nhiều, măng dối. Đấy, củ tam thất. Tam thất này thì củ nạc này là 650.000 một cân. Hàng củ 90 cả nhà nhé. Đấy. Rồi, xin chào tất cả anh em.